trường thẩm mỹ Cetaback Beauty Academy trên vùng South Orange County, chuyên dạy tóc, facial, nail barber, professional makeup, nối lông mi, thầy cô kinh nghiệm và trường có cộng tác với những công ty lớn như Paul Mitchell, Poise Professional Makeup, Dermalogica, v.v. Sau khi tốt nghiệp bằng tóc, học sinh sẽ nhận được 43 unit tương đương với các unit của các trường đại học. Mọi chi tiết xin liên lạc Ý Nhi 714-981-6555, 714-981-6555. Ý Nhi xin kính chào quý khán thính giả của đài Little Sài Gòn TV. Summertime, chúng ta trở về thì có rất là nhiều chương trình. Hôm nay Ý Nhi rất vui được gặp gỡ lại một đứa em gái cũng tên là Nhi. Ai cũng tưởng là cô ta là em gái của Ý Nhi chứ. Đó là nữ ca sĩ Băng Nhi. Chào em. Dạ chào chị. Và Băng Nhi xin chào tất cả quý vị đang theo dõi của đài Lido Sài Gòn TV. Vui lắm. Lâu lắm rồi thì người ta nói chứ, ồ Ý Nhi có đứa em gái mới làm ca sĩ. Khi nói em gái nào đâu mà em gái. Nó cũng tên Nhi. Nó tên gì? Băng Nhi, em đâu biết Băng Nhi. Mà chất giọng cũng khàn khàn. Ừ. Thì sau này mới phỏng vấn nhiều thì mới biết tới em. Thì em qua Mỹ giờ coi như là mấy lần chị cũng phỏng vấn em rồi, phải không? Như 2-3 lần. Dạ. Là phải. Tính ra là gần một năm rưỡi đó chị ha. Một năm rưỡi với em qua Mỹ được một năm rưỡi. Dạ, em được năm rưỡi rồi. Em cái sự thay đổi và cái sự chuyển biến của em nó như thế nào? Về nghề nghiệp trước đi. Em thay đổi nhiều tại vì qua tới đây là em lo đi học rồi đi làm, em học hết lấy cái bằng này lại tới lấy cái bằng kia. Đi học đi làm. Dạ. Đi học em học về nghề gì? Em hiện tại thì em đang làm bên facial treatment. Ồ, rồi em làm về phun xăm. Ừ. Rồi eyelash. Giỏi vậy đó. Dạ. Xong rồi vẫn đi làm phải không? Dạ vẫn em đi làm đi học. Đi học. Còn nghề nghiệp đi ca của em thì như thế nào? Dạ thì nay thì em
tập trung. Em như là lần trước em hứa với chị thì sau khi em gặp lại chị thì em sẽ ra mắt một cái đứa con tinh thần mới. Đúng rồi, lát mình sẽ nói thêm. Còn cái vấn đề mà về cuộc sống mới của em với ông xã thì như thế nào? Thì em qua đây thì hình như là qua đây mình cảm thấy mình vui hơn. Và mặc dù là tất bật với công việc nhưng mà gia đình vẫn là số một. Đúng rồi. Tại vì cái gì cũng vậy, mình đi đâu, mình sống mà mình có một cái sự người như là support mình và cũng như thương mến mình là nó khác với ở em. Nhà thì ngoài đi làm ra thì ở nhà em cũng làm vườn rồi nuôi gà. Nuôi gà. Rồi lấy trứng organic đó cho anh Nghĩa ăn. Ôi giời, giỏi vậy đó. Giống như vừa rồi chị cũng hay chọc em về cái vấn đề mà gọi là cái tuổi tác. Nó cách xa hơi nhiều. Thì cũng rất là nhiều khán giả cũng sẽ thắc mắc về cái cuộc sống của mình. Tại vì thì em ở nhà, nhất là em đẹp nè, rồi em là có tài nè. Rồi mỗi lần em đi đâu, em làm gì, anh Nghĩa có ghen không? Thực sự ra em đẹp thì em không đẹp, nhưng mà em được cái nhõng nhẽo hả? Sướng nhảy. Ghen thì chắc anh Nghĩa anh quá hiểu rồi, anh không ghen. Tại vì tính em thì em không có dường như là đưa đẩy, thành ra anh cũng không có ghen. Nhưng mà coi như là mình tin tưởng nhau. Dạ, tin tưởng nhau. Nhưng mà trong cái cuộc sống em với anh vẫn còn mới lắm, thì có khi nào mà gây lộn nữa mà bực tức em muốn trở về Việt Nam không? Dạ, cũng có mấy lần rồi. Em mà giận lên là em nói em về mà ở với mẹ, không ở với anh nữa. Bực nhất đó là anh hay ôm điện thoại. Tại vì xưa giờ anh cũng độc thân lâu năm rồi, anh quen với cuộc sống ở nhà một mình rồi. Anh buồn thì anh chỉ có cái điện thoại laptop làm bạn bè thôi. Thì đôi lúc mình bực thì mình nói vậy thôi, nhưng mà suy nghĩ lại thì anh bấy nhiêu năm hơi bị lâu năm rồi, anh độc thân anh như là một cái thói quen rồi. Thành ra em cũng hiểu và thông cảm. Ví dụ bây giờ em không đồng ý một cái gì, em không thích một cái gì đó, em nói chuyện với anh có nghe em không? Dạ cũng nghe. Thường là không có nghe đâu. Mấy người mà you know, già cố chấp. Tại rồi vì anh sợ em về cho nên là anh phải nghe. Thì cái đó là đúng, phải không em? Em có nghĩ là em muốn sẽ một ngày gần đây em muốn có con, rồi muốn có một cái gia đình ấm áp với anh hay không? Em thì điều đó em luôn muốn. Em có một baby mà được gọi là con của Trung Nghĩa. Tại vì mọi người có nói tại sao không có 10 ngón tay vàng con. Em dự định là em sẽ sanh, nhưng mà anh Nghĩa thì nói là thứ nhất thì em mới qua, em công việc và mọi thứ nó chưa có được ổn định lắm. Dạ. Thứ hai là anh Nghĩa anh nói là tuổi anh cũng lớn rồi, bây giờ mà đi diễn mà người ẵm con người mang theo tả sữa thì nó cũng rất là hơi bị khó khăn một chút. Với lại nhà cửa, nếu mà em mà có con thì em phải chuyển nhà ra chỗ khác, tại vì ở đó là sinh nhơ, em không được có baby ở đó. Em biết sao không? Tại vì em còn trẻ, ảnh thì hơi lớn tuổi. Em biết nó có một cái dịch vụ là mình có thể mình để những cái giống của mình trong một cái bank. Em biết cái đó không? Thì bây giờ ảnh vẫn còn mân mẫn, rồi vẫn còn good, thì kêu ảnh bỏ vào trong cái bank đó đi. Thì để có gì một ngày nào đó mà ảnh không còn nữa, không còn sức nữa, thì em có thể dùng đó để mà coi như là những đứa con và những cái gì của ảnh có thể là tồn tại lại với em. Em có nghĩ vậy chưa? Em cũng nghĩ. Thật sự ra em cũng có dự định cũng tích lũy được một số để dành dụm cho con em sau này. Cái đó là tiền ở Việt Nam. Trong hiện tại đây thì em muốn ổn định hơn trong 2 năm đầu. Thì bây giờ cũng được gần 2 năm rồi, sau 2 năm thì có thể em sẽ thực hiện cái dự định của em đó là có baby. Ok, good. Nhưng mà tại vì sau 2-3 năm rưỡi, 5 năm sau, anh Nghĩa, anh không muốn. Tại vì nhiều khi mình qua cái tuổi đó rồi, cái mình lại không có muốn, như là mình muốn cũng không có được. Nó thành thử là, không phải là chen già, nhưng mà nhưng mà đôi khi không, sự thật là vậy. Nhiều lúc mình đã qua, ảnh như ảnh là qua cái giai đoạn mà con nhỏ rồi, bây giờ
mấy chục năm nay rồi, giờ này kêu ôm một đứa con thì đó cũng là một điều khó khăn với anh. Đúng rồi, nhưng mà ngược lại thì em lại trẻ, thì em có thể... Em lại thích có baby. Đó, anh nghĩ hay không? Anh nghĩ làm ơn là anh bỏ cái gì của mình á, vào trong cái băng đi, để để mà mốt được nhờ. Ước chi mà không có một đứa, như khi băng nhi có thể được hai ba đứa. Rồi nói về em, chị thấy từ ngày em qua Mỹ thì cũng gần 2 năm. Dạ. Thì cái sự xuất hiện của em cũng cũng hơi nhiều. Dạ, đúng. Là cái sự giúp đỡ của ông xã em, như anh Nghĩa thì anh rất là chịu cực để mà lăng xê em. Em có giọng hát, em vừa đẹp. Thì đối như vậy thì cái vấn đề đi hát của em thì thường thường em đi show là em đi một mình hay là em đi chung với ảnh? Dạ thường thì em đi show thì là ảnh lo cho em. Tại vì em tiếng Anh em chưa có giỏi. Ra ngoài nếu mà về, ví dụ như là cùng tiếng Việt với nhau thì em dễ giao tiếp và em dễ hơn. Còn này tiếng Anh em không được giỏi, ví dụ như là đi bay chặng này chặng kia thì em không biết làm sao để em nói. Không đi theo. Thì anh bút xô cho em rồi anh gọi như là người đàn người hát luôn. Trời còn ơi, nếu mà, không đi như vậy là làm sao người ta yêu mà, em được. Ví dụ như như là cái show nào mà có người quen á thì anh gửi, cùng show thì anh gửi em đi. Cùng chuyến bay thì anh yên tâm hơn. Sợ lạc vợ. Ừ, đó là sợ lạc, mới sợ mất vợ ở phải không? Sợ lạc thôi. Tại vì người trẻ như vậy vừa có tài thì dễ bị lạc lắm. Còn nếu mà sợ anh nào rước thì chắc không có đâu. Tại vì em không có dễ bị xa ngã. Chà, có một cái suy nghĩ, tại vì có thể là em chưa có gặp những người khác thì sao? Không, em thực sự ra thì em đi làm cũng từ nhỏ rồi. Cái tính em về chuyện tình cảm thì em cũng hơi bị khó chịu về cái chuyện tình cảm. Coi như là em không có tin ai hết. Chắc cũng có lẽ là do em đổ vỡ một lần rồi. Thành ra thì về chuyện tình cảm thì như em với anh nghĩ là có duyên chứ. Hồi trước em cũng nghĩ là em không lấy chồng nữa. Trời ơi. Wow. Thì nhưng mà cái hay là không phải là tuổi tác mà mình gặp gỡ nhau mà có duyên với nhau. Cái đó là một cái vấn đề là ông trời đến. Như anh Nghĩa thì cái đức tính tốt của anh rất là nhiều. Anh lại cưng chiều em về đức tính thì tốt. Chứ lại không có nói dối em. Ví dụ như có cái gì là nói thật. Thà tính em thà nói thật. Đúng rồi, chứ đừng nói dối. Đúng rồi. Thì những cái điều đó thì là có ở trong anh Nghĩa rồi. Thì em với lại vừa cái tình đây là vừa cái Nghĩa nữa. Đây là cái last chance của ổng thôi chứ ông nói lâu là chết. Vừa cái tình rồi vừa cái Nghĩa nữa. Thành ra mình không thể nào mà mình có một cái suy nghĩ trong đầu là mình sẽ phụ tình ảnh. Rồi mẹ em cũng luôn nói, và trong gia đình em cũng vậy, luôn nói là nếu mà ví dụ như hai vợ chồng mà có chuyện nhỏ nhặt thì mình cùng như là ngồi lại với nhau nói chuyện để giải quyết cái vấn đề đó. Hay. Còn nếu mà cái vấn đề nào đó mà sai giữa ảnh quá lớn, ví dụ ảnh làm sai nhiều thì em luôn có một suy nghĩ trong đầu đó là em về Việt Nam chứ không, em không ở đây và để quen một người nào nữa. Good, để chị vào quảng cáo. Sau phần quảng cáo thì chị sẽ đưa vào giới thiệu quý vị một cái cuốn CD mới. Yeah. Giống như là một đứa con tinh thần phải không em? Đến cho khán giả xin quý vị trình ra lên máy.